Các bạn thân mến, vitamin D là cái vi chất cần thiết cho xương chắc khỏe. Vì thế, nếu việc thiếu vitamin D thì con người sẽ phải đối mặt rất nhiều đến các vấn đề như là cơ xương khớp, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Việc hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời là cách làm phổ biến nhất và cái thời gian thích hợp sẽ khoảng từ tháng 3 cho đến cuối tháng 9 hàng năm. Nhưng hiện nay, đã chuẩn bị đến với mùa đông rồi, bạn sẽ phải làm gì khi ánh nắng đã nhạt đi rất nhiều, cơ thể rất khó hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời? Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc da của Thủy Mộc Spa. Với nhiều năm kinh nghiệm trong chăm sóc và điều trị da, Thủy Mộc luôn học tập, nỗ lực không ngừng trong việc tìm kiếm những cách đi mới trong ngành da liễu. Và chúng tôi luôn tâm niệm rằng cần phải giúp nhiều chị em hơn nữa có một làn da mượt mà và khỏe mạnh. Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, Thủy Mộc Spa có mặt tại đây để nói với các bạn về kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc và điều trị, chăm sóc làn da. Nếu bạn thấy những thông tin này hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh của Thủy Mộc Spa để tối nào chúng ta cũng được gặp nhau nhé. Trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, các bạn thân mến, hầu hết mọi người đều có thể tạo ra đủ vitamin D từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hàng ngày trong cái khoảng thời gian ngắn. Bằng cách này, bạn sẽ dùng cẳng tay, bàn tay hoặc cẳng chân không che chắn và không dùng kem chống nắng từ cuối tháng 3 đến khoảng đầu tháng 9 và cuối tháng 9. Cơ thể cũng có thể nhận được một số loại vitamin D từ một số ít thực phẩm, bao gồm cá, nhiều dầu như là cá hồi, cá thu, cá trích và cá mòi, cũng như là thịt đỏ và trứng. Thì cái vitamin D cũng được thêm vào tất cả các loại sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, cũng như một số loại ngũ cốc ăn sáng, chất béo và các loại sữa thay thế khác. Hiện nay, các cái nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác cần bao nhiêu thời gian dưới ánh nắng mặt trời để tạo đủ vitamin D đáp ứng yêu cầu của cơ thể. Điều này do có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến cách vitamin D được tạo ra, chẳng hạn như màu da của bạn hoặc diện tích da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhưng khi phơi nắng hấp thụ vitamin D, cần lưu ý không bị bỏng nắng, bạn chú ý che chắn và bảo vệ da bằng kem chống nắng trước khi da bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ hoặc bỏng rát. Có một lưu ý là cơ thể không thể tạo ra vitamin D nếu bạn ngồi lâu ở trong nhà bên cửa sổ đầy nắng. Vì cái tia cực tím là cái tia UVB ạ. Cái tia này có thể để tạo ra được vitamin D thì nó lại không thể xuyên qua cái cửa kính như thế này được. Vì thế, bạn cần vitamin D thì bạn cần phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhé. Tuy nhiên, bạn ở ngoài nắng quá lâu, đặc biệt là trong một cái khoảng thời gian dài mà không có biện pháp chống nắng, thì cái nguy cơ ung thư da sẽ rất là cao. Nếu bạn dự định ở ngoài nắng lâu, hãy che chắn và mặc quần áo phù hợp, đeo kính mát, tìm bóng râm và thoa kem chống nắng ít nhất là SPF 30. Và bây giờ vào mùa đông rồi, cái ánh nắng mặt trời không chứa đủ cái tia bức xạ UVB để da có thể tự tạo ra được vitamin D. Thì cái thời điểm tốt nhất là từ 8 giờ cho đến 10 giờ sáng hàng ngày và buổi chiều là khoảng từ 15 giờ buổi chiều. Khi mà tắm nắng vào mùa đông thì bạn phải lưu ý là cần giữ ấm tay, chân và cổ. Các cái bộ phận có thể được tắm nắng có thể là cánh tay, bụng và lưng. Cái thời gian tắm nắng sẽ kéo dài khoảng 30 phút nhưng cũng không nên kéo dài hơn. Sau khi tắm nắng, bạn hãy uống một chút nước để bổ sung thêm nước cho cơ thể. Trong những cái tháng này thì tốt nhất là cơ thể chúng ta cần dựa vào cái việc nhận vitamin D từ các nguồn thực phẩm, bao gồm là thực phẩm tăng cường, thực phẩm bổ sung. Nếu mà bổ sung vitamin D thì 10 microgram mỗi ngày sẽ đủ cho nhu cầu cần thiết hầu hết của người lớn. Nếu bạn ở những trường hợp đặc biệt, hãy trao đổi với bác sĩ của bạn để có hướng dẫn cụ thể hơn nhé. Bạn thân mến, rất cảm ơn bạn đã ở lại với Thủy Mộc Spa đến cuối video này. Chúc các bạn có một làn da đẹp. Và hẹn gặp lại ở video ngày mai. Xin thân ái chào bạn.